Thưa quý vị, tội phạm ma túy và tội phạm hình sự luôn song hành. Đó là một thực tế đã được chứng minh. Với Phạm Tấn Tài, 34 tuổi, trú tại phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, đối tượng đã có tổng cộng 3 tiền án với 12 năm tù giam. Tiền sử hơn 11 năm sử dụng ma túy. Không có gì ngạc nhiên khi đối tượng tiếp tục ngựa quen được cũ và phải đối mặt với bản án thứ tư dành cho mình. Vào khoảng 14 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2019, sau khi sử dụng ma túy, Phạm Tấn Tài cùng một bạn nghiện chưa rõ lai lịch rủ nhau đi trộm cắp tài sản để lấy tiền mua ma túy tiếp tục sử dụng. Khi đến địa bàn thôn Tân Châu, xã Châu Pha, hai đối tượng phát hiện nhà của ông Nguyễn Văn Hậu có một chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha để trong nhà. Cổng nhà không khóa, chìa khóa cắm sẵn trên xe. Tài đã lén lút vào bên trong, dẫn xe ra ngoài. Tuy nhiên, khi đối tượng vừa dắt xe ra khỏi cổng thì bị chủ nhà phát hiện, tri hô cùng với người dân bắt giữ đối tượng giao cơ quan công an xử lý tại cơ quan công an phạm tấn tài đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình